đơn hàng cực khủng với 80 con heo tộc đổ bộ tại Quán Ngon. Vừa qua, Quán Ngon đã nhận được một đơn hàng đặc biệt với 80 con heo tộc, một con số ấn tượng minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng với chất lượng dịch vụ của Quán Ngon. Heo tộc sẽ được tuyển chọn kỹ lưỡng, nổi bật với chất thịt săn chắc, ít mỡ và vị ngọt tự nhiên. Mỗi con heo tộc sẽ được sơ chế cẩn thận và tẩm ướp gia vị thấm đều, sau đó được quay trong lu đất đặc biệt. Điều làm nên sự khác biệt của Quán Ngon là dịch vụ mang lu đến tận nơi. Đầu bếp sẽ quay và trình bày món ăn ngay tại chỗ cho khách. Mỗi mệt heo đều thơm ngon, nóng hổi, với thịt da quay lu vàng rực và lòng dồi hấp dẫn. Quá trình quay heo trong lu giúp lớp da trở nên giòn tan, thơm phức, trong khi phần thịt bên trong vẫn giữ được độ mềm mỏng, đậm đà. Đặc biệt, khi kết hợp cùng các loại rau rừng và chấm với mắm tôm Thanh Hóa, hương vị của món ăn sẽ càng thêm phần nổi bật, có 102. Mà có lẽ bạn sẽ khó tìm được hương vị này ở một nhà hàng khác. Với đơn hàng khủng như thế này, Quán Ngon đã mang đến cho khách hàng trải nghiệm ẩm thực đặc sắc nhất, đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối. Hãy để Quán Ngon làm bữa tiệc của bạn trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.